nhờ cái hình ảnh Dương Pha làm cái cầu kiều để cho tất cả thập phương bá tánh ai ai cũng biết đến đền Thiên Giác Ngộ. Hiện tại cái nơi mà có Đức Cha Ngọc Hoàng, có mẹ Diêu Trì và các đấng thiêng liêng đồng ngự để gia hộ độ trì cho tất cả chúng sanh trong màn ba mạt pháp tìm được hai từ quy tâm để trở về bổn tánh của mình mà đồng tu trên cái con đường đạo pháp. Và đây là đền Thiên Giác Ngộ. Hiện tại tất cả các đấng thiêng liêng, các chư vị Phật ngự nơi đền Thiên Giác Ngộ được hồng ân của mẹ ban cho một cái ân điển. Nơi nào mẹ ngự, hãy lấy đất nơi dùng đất đó để tạc lên kim thân của các đấng thiêng liêng. Thì kim thân đây là kim thân mẹ Diêu Trì Phật Mẫu dang rộng vòng tay ra để đón từng đứa con trên mọi miền của đất nước về với mẹ trong một cái chánh pháp. Và phía bên tay phải đó là kim thân của Đức Mẹ Linh Sơn Thánh Mẫu để mẹ khai mở trí tuệ cho các con của mẹ nơi trần miền để các con tầm sư học được cái đạo pháp nhiệm màu du di luôn luôn có hai từ tâm linh. Còn phía bên tay trái là kim thân của Đức Mẹ Cửu Thiên Huyền Ngự, mẹ độ sanh độ mạng để bảo hộ cái bổn mạng cho các con của mẹ từ thở khai thiên lập địa cho đến bây giờ. Và đây là kim thân của năm mẹ ngũ hành: Kim Thánh Mẫu, Mộc Thánh Mẫu, Thủy Thánh Mẫu, Quả Thánh Mẫu, Thổ Thánh Mẫu. Năm mẹ ngũ hành này nhận cái thiên sứ từ mẹ Diêu Trì Phật Mẫu để xoay chuyển vũ trụ càn khôn. Mỗi năm có bốn mùa xuân hạ thu đông. Còn đây là một cái điều mà hồng ân cha rải phước lành mẹ ban. Đây chính là kim thân của Đức Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Chí Tôn Vô Cực Đại Thiên Tôn đã ban rải hồng ân cho các con của mẹ. Đây là kim thân của Đức Mẹ Diêu Trì Phật Mẫu để màn mạt pháp này cha ban mẹ rải hồng ân để tất cả đều có hai cái lịch bài ở trên tay. Phật Mẫu tuy vô hình vô tướng nhưng mẹ cầm quyền phạt thượng rất là phân minh, cho nên mong rằng đò chiều chiến chót tất cả những linh căn linh tử cùng nhau đáo lai thiên đình. Nam mô vô thượng hư không, Nam mô vô thượng hư không, Địa Mẫu dưỡng sanh bao mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không, Nam mô vô thượng hư không, Địa Mẫu dưỡng sanh bao mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không, Nam mô